Ê mọi người ơi, hôm nay mình với Tư bắt đầu đang chuẩn bị đồ để đốt chắc lớn không? Để lái tự án mọi người kìa. Còn những anh em này bắt đầu có vẻ như hơi run. Chờ bỏ đi hết mọi người. Đùa với mọi người tí. Có Ngọc với Khánh rồi, đó là hai anh em bắt đầu đi tìm chỗ đi lại hướng khác chờ mọi người kìa. Mình với lại Hùng cũng đi luôn mọi người. Hùng đây mọi người. Tư sẽ làm nhiệm vụ chính mọi người nha. Tư sẽ đốt. Tôi sẽ lái tụi ông này, mình sẽ ghi hình. Đây mọi người, anh em đang gặp cái gió, cái trầm hương mọi người. Anh em, anh có Ngọc ở đầu đang thử. Thử xem thử xem nó như thế nào. Mình đang ở khu vực chỗ cái gành mọi người. Gió chứ. Gió nhưng mà nó đang đen, gọi là cái gì? Còn cái dài ở phía tay. Dào, dào. Dào. Giáo đâu có dò, gió đâu có dò mọi người. Giáo đâu có dò. Gặp cái gió nhưng mà không biết nó có chậm không mọi người. Chậm đây. Chậm đó à? Đâu? Có kiến. Đây là mắt tử. Đây là mắt tử này mọi người. Mắt tử. Có chặt tầm đi mà hỏi không có tầm không? Một cái nếu là không là mười mấy chai mọi người nghe. Cái này cục mà. Đây là cái đổ tử. Bắt đổ. Dân Phúc Khánh lần rồi có đổ. Nhưng mà dân Quận Đông rồi có tử. Có tiền. Chơi với cái có rượu rồi đấy. Đi ra đây. Vậy mà ra một cái gió mình lái gì những cái mát đó thôi. Bên kia kìa. Rượu con hồn mà. Không. Quá rượu mà. Hết đời ông ơi. Thôi. Biết ăn rượu đấy không à? Rượu lạ chẹt chứ có sự. Tưởng mà biết nào. Cái dưới là từ với Hùng mà. Bữa hôm mà được cái gió và cái gió đây là đồ đúng phải à. Từ với Hùng rồi đây là con giỏ xem. Wow. Không luôn. Đó làng luôn mọi người. Không biết. Đó làng tay tay ở dưới đàm. Dưới đàm này thôi. Đấy không lo á. Chụp được. Mình đang chụp được rồi phải lo. Cái âm nó nghe đi lên cái lúa. Cái này có cục gióc. Cái gì coi? Gióc. Gióc. Mà bên đây tới cái phung. Cái miếng thứ hai. Đốt về xong. À mọi người nè, mấy cái anh mà lãnh lùng gióc là ổn hơn cái mấy anh lùng tầm. Mọi người nè. Vì cái thứ chi là được lái. Cái gióc. Thôi quyết nè, đi coi. Rất hơn. Gióc mọi người. Cái khô là chàng thứ đốt miếng này. Anh này nấm mới quạt đi mấy tháng này mà hủy đồ bụi đi về nhà rồi chứ được chết. Cục thứ ba như vậy xong đó rồi. Xong rồi. Thôi chào mọi người nha. Chào Hân Cỏ, chào Ngọc nha. Mình qua lại với phim trường chính của mình là tụi ông mọi người. Anh em lùm khó khăn nhé. Rồi cảm ơn anh. Chị giàu Khánh cảm đi mọi người. Tôi ra đây. Chị giàu lửa để đốt cái đám mọi người cho nhanh mọi người. Có dạy không đấy dạy không?
ta không thấy gì đây. Anh cố gắng là phối nghe. Ok. Rồi, Khánh di chuyển từ sớm đến cầu Ngọc và đến nhà Hùng. Tất cả mọi người đều phải đi hết. Để lại mình với lại Tư bơ vơ, chơi vơ lá tụi ông. To mọi người nha. Ở bây giờ mình phải qua xuống ngay lập tức. Rồi mọi người ơi, mình với Tư bắt đầu di chuyển vào trong. Tư đang phát cái đường nha mọi người. Tư đang làm cái đường, dọn đường để đi với mọi người. Mấy anh kia thì không còn ở đây đây. Chỉ còn hai mình với Tư, hai người phải tự lập, tự làm, tự xử luôn. Tụi ông thì sát đài mọi người. Đi theo cái đường thẳng này mọi người. Tụi ông sát đài. Bây giờ chẳng hành gành, gành đá này khó đi mọi người. Đá lãng trần mọi người kìa. Là mình phải cầm theo cái đúc nè. Mà không có tài để vịn đường đi mọi người. Khó. Nên mình dừng cái camera không di chuyển vào trong kia để ghi hình được mọi người nha. Phía dưới kia là cái suối mà cái sông mọi người. Cái sông khá to. Mọi người nghe sông nó chạy ồn ào mà. Ê mọi người ơi, ăn bắt đầu đã đổ rồi mọi người. Chưa vào ổ nhưng mà nó đổ rồi mọi người nè. Không thấy vịn đi xuống từ từ đó. Ăn đổ tấn công rồi mọi người. Quá trời luôn mọi người. Ê mọi người. Bắt đổ mọi người nha. Ồ, chưa vô ổ. Ổ đâu mình chưa thấy luôn. Thấy trong ba ổ đó nhưng mà chưa thấy ổ mọi người nghe. Người ta ổ sắc rạc luôn này nên đổ sớm. Ồ, đây mọi người. Đây mọi người. Ăn đây mọi người này. Đấy, ngay đầu tay mình chỉ luôn mọi người. Wow, wow, wow. Ngon quá. Rồi mình phải đi xuống mọi người ơi. Ăn khó thấp mọi người ơi. Sót đắt luôn. Trái. Trồng vô áo nè. Mọi người thấy không? Ăn to quá. Sót đắt luôn. Wow, to quá. Vâng mọi người thấy không? Ăn khủng không ạ? Sót đắt luôn mọi người. Tự đang lấy ba lô ra mọi người. Ăn nhiều lắm mọi người nha. Nó bay loạn luôn mọi người nha. Nhiều lắm, nó cắn nhiều vào tay súng mọi người, lủng luôn. Xuyên luôn mọi người. Kinh khủng. Hiện tại mình đang đứng ở cái sườn dốc mọi người kìa. Mình không có thể di chuyển trong hướng camera nó nhiều được mọi người kìa. Tôi bước đầu đi vô lá tụi ao mọi người. Tụi ao to mọi người nè. Để nhánh vô nó đẹp và tiêu bọn. Nó cắn tự. Mọi người nó phụ tự. Đấy. Quýnh đào tự mọi người thấy không? Ghê. Quá nhiều luôn rồi. Ăn mà không ai mới quạt mắt tự luôn mọi người. Tôi đang dọn sạch cho chỗ tổ tổ đó mọi người. Ráng thu được cái mì để bán. Ráng thu được mì hai ba câu rồi. À, ông bay vào cái áo của mình luôn mọi người. Không biết nó chui vào đường mà nào không biết. Người đang chui vào dưới cái áo mình mọi người. Ồ, nó đã đổ rồi mọi người. À, tôi mặc này kìa. Áo này nó cũng bịt chê. Bịt vô ít rồi kìa. Ồ, có, mặc vô, bịt vô nhiều mọi người. Bắt đầu mặc to quá. Tôi di chuyển lên phía trên mọi người. Tôi đang dọn sạch phía trên để lấy các đồ mặc phía trên những gì mọi người kìa. Mình đang đứng ở cái chỗ này càng ngái hơn luôn. Mình bảo mình không phát chặt để thằng quay phim nó rõ. Quay cho đẹp. Ừ.
đây mọi người, đây là cái đầu mặt mọi người này, đầu mặt bịt vào trắng trắng mọi người, chỗ còn am còn bụ đó mọi người. Bây giờ từ là đánh khói vào nó bay hết rồi mọi người này. Rồi, hình như nó có vẻ như nó cũng đầu mặt thì khá to nhưng mà có vẻ như nó khô mọi người. À, bịt vào ít lắm mọi người ha. Ừ, đường treo có đám này đâu mọi người, treo cũng khó lại nha. Tụi âm này khá to, to kinh khủng luôn ạ. Là tụi âm la ràng rất là nhiều lần rồi. Hôm nay số lượng quân âm rất là nhiều. Mọi người ngó xem âm bay ngoài này này, loạn luôn. Treo vô lô mọi người, để lái tụi âm này. Chỗ cái này nó rộng quá mà không di chuyển được. Dùng cái lói này, cái đùm lói này kìa. Đó, biết rồi. Đập hình này, 1, 2. Ta hết tụi am chưa rồi. Rồi, ôi mọi người, tôi đã tự sướng xong với một tụi am mọi người. Bắt đầu cắt mọi người nè. Cái con dao đầu tiên là các con non ra mọi người. Có mặt, mặt nó xuống nặng luôn mọi người. Ồ, cắt như hình cá táo luôn quá. Đấy, như apple luôn, cắt áo như apple luôn. Có mặt. Mặt này hơi bị khô mọi người nha. Đó, có mặt. Ở đây. Đấy, tiếp tục tự xuống. Quang đi xoa xí bọn ơi. Rừng bộ đó ơi. Như một cái rang. Tôi cắn mặt xong còn như một cái rang mọi người. Hai anh em ở lái tụi ông tự sướng chúc mọi người. Thì hiện tại thì hai anh em gặp ông số lượng ông hung dữ rất là nhiều. Nhưng mà anh em vẫn làm việc vui vẻ. Với sự an toàn chính xác cao mọi người. Anh em đã đem bảo hộ rất là kỹ lưỡng mọi người nha. Để tránh rủi ro thì con tiết không có bằng xả ro mọi người kìa. Anh em đã phòng rất chặt rất kỹ rồi. Nên anh em tự sướng ở đây. Ông thì đang cắn cái tay mình tê luôn mọi người này. Mọi người ngó cái bao tay của mình nạp không nạp luôn. Ông mới đi chơi sọ lên để kêu gọi bài nó tới cắn mọi người kìa. Tại nhà mình hiện tại nó đang là thâm phức luôn mọi người. Thâm láp thì không nổi thêm cái mùi sọ của ông đó mọi người. Từ bắt đầu đang cắt các mọi người. Rồi, bắt mặt. Còn miếng mặt đầu tiên mọi người. Mặt đầu tiên từ đã bỏ vào lô mọi người nha. Máy này mà ha, mình mới tự làm mọi người kìa. Hơi chậm một chút để có sự an toàn mọi người. Những mặt thứ hai mọi người. Những mặt thứ hai khá to, mặt nhiều không? Mùi khô hết à? Mặt khô hết mọi người ơi. Rồi mọi người nói tới cắt miếng thứ hai nào, còn lại cái đầu giống cái gì nhỉ, giống cái lá gan hay giống cái bao tử cái gì mọi người. Cái đầu mặt rồi nữa là chưa cắt mọi người. Còn một khúc giống như cái thừa mọi người. Rồi trên này nó cắt được hai miếng rồi mọi người nha. Đó là từ di chuyển cái ba lô đi chỗ khác cột vô đấy. Cái lái đi bỏ mặt nó dễ mọi người kìa. Mọi người ngày hôm qua mình lái tụi ao mọi người kìa. Từ trong đời mình lái tụi ao á. Vì ao cắn quá. Mình đóng đinh tới nơi rồi mà cắn quá mình xuống. Mình để phim trường lại cho Tư với lại Khánh. Này hôm nay mình bảo hộ kỹ hơn. Chắc chắn hơn. Mình sẽ trực tiếp vào mình ghi hình cho Tư lái. Với cái tổ này mình chưa có kinh nghiệm mọi người kìa. Mình chưa có kinh nghiệm lái cái tổ mặt ao mà to to như thế này á.
mình thôi không quyết định lái, để tự lái mọi người nha. Vì mình vô tay chân vụng về mọi người, là mất ăn nè. Cô ăn này thì anh em đi dưới sông mọi người. Nhìn này thấy nó bay vèo 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 vèo. Bắt đầu giật lên cái dốc này mọi người, giật lên cái dốc này bắt đầu. Rồi Khánh rút vào, Khánh bị ong nó cắn một miếng. Khánh nhìn lên Khánh thấy tụi ong khá to. Và anh em trở lại mọi người kìa. Anh em trở lại nào gặp cái gió lầm cái gió luôn. Rồi, miếng mặt thứ tư mọi người. Mình ngồi đây mình đếm mặt mọi người nha. Chắc là thứ tư cắt mất bào quá. Ôi thế này chắc an toàn. Cậu bạn ơi. Rồi, tôi gặp luôn, không cần cắt nhỏ mọi người. Đấy, quá đẹp rồi mọi người, quá tuyệt vời luôn, các ao, các mặt, ô mặt chảy nước luôn mọi người kìa, còn lại cái đầu mặt mọi người, ăn rồi thôi rồi, ăn thịt lá mọi người, ông buồn nhiều lá mọi người, rồi bắt đầu giờ phút mặt nhiều lên, giờ phút mặt nhiều lên mọi người, wow to phết. Mặt nó chảy mọi người, đây. Mặt rất to mọi người, đây là cái đầu mặt này. Blow ra đầy mắt rồi mọi người nha. Rồi, chụp mặt cuối cùng không mọi người. Ong nó cắn mà nó bay nó vù luôn, nghe mất rồi luôn mọi người nghe. Nó cứ gấp giò cái là bẻ cái gãi mọi người. Ong đóng thế cả thì thôi tìm gì rồi. Đóng thế gì rất hiểm mọi người, không ai đi ngang qua trên đây được. Phía trên là cái cầm, phía bên tay trái của camera là cái đường đi. Phía tay phải của camera là cái sông mọi người. Nó đám ở giữa cái sườn dốc xéo cao như này. Đường này không ai đi nữa mọi người. Không ai thấy được nên nó mới cộng như thế này. Nó to như thế này mọi người. Ăn giờ đám hiểm khó tìm lắm mọi người nha. Ở tụi ăn này rất là sạch. Quá sạch sẽ. Không dính con già nhiều. Mai cậu bù vào thôi. Đại ba lô luôn mọi người. Một tô ăn và đại ba lô. Đại ba lô là có nghĩa là có shop luôn cho nó mọi người nha. Rồi tôi đã lái xong rồi mọi người. Đại ba lô mọi người. Gì đây? Bình tĩnh. Tôi đã lái xong, tôi cọc miệng, tôi đang cọc miệng bao xong rồi cọc miệng ba lô. Tiếp theo là tôi sẽ kéo lên đeo vào vai mọi người. Tôi đã lặn con dao cái bảo đao của tôi vào trong cái vỏ rồi. Tuyệt quá mọi người ơi. Rồi, tôi bắt đầu đeo lên mọi người. Và đỡ mà đủ lái được treo lên bỏ lên đây trong khoảng này. Cho nó khô hết lại. Tôi di chuyển đi ra khỏi tụi ông mọi người. Tụi ông sau khi mình đã lái xong rồi mọi người. Mọi người có tụi ông dài không ạ? Từ đài tới đào trên này luôn mọi người ạ. Có nhiều luôn, có dài luôn. Cái miếng nguồn nâu nó còn ít nha mọi người kìa. Đã ra rờn hết rồi mọi người kìa. Mình bỏ lại. Tôi bắt đầu lấy cái của đám bỏ lên trên cho nó vào lại tổ mọi người. Từ từ cẩn thận ấy. Rồi tôi di chuyển đi lên mọi người nè. Từ từ cẩn thận. Đó chân trật. Đây, cái dốc thôi mọi người. Tôi đang cẩn mặt đi lên nè mọi người. Lên xin nữa là dù có đám đâu. Cô ăn đã thất bại. Ăn nó thất bại rồi nó sẽ tập trung về cổ của nó. Nó dự tính tiếp tương lai của nó. Còn bây giờ tương lai của mình là mình sẽ đi về. Đi về và rời khỏi nơi này. Còn sớm còn tốt mọi người. Ôi dốc quá mọi người à. Dốc mình không có thể đang cầm cái cam mọi người kìa. Mình không đi lên. Không có đồ bám lên được các mọi người. Mới vô mà ao nó gì? Nó tấn công rồi là biết ăn không rồi đó.
phút cuối mình đi về mình rút khỏi đai rồi mà nó còn dắt cái chân mình miếng mọi người ơi. Ôi à, rồi khỏi tổ vẫn còn ăn đuổi theo mọi người. Tư đã rời khỏi đai rồi. Rồi mình xin đóng cái video của buổi sáng hôm nay mọi người nha. Sáng hôm nay mới đi ra gặp ngay tụi ông mọi người. Mình là mình gặp Tư, mình chào. À, chào quý khán giả, mình rút, mình đóng máy Tư đây. Ôi, xin chào mọi người nghe. Rồi anh em xin đóng cái video là tại đây. Anh em xin đóng cái video lái tụi ông buổi sáng ngày hôm nay tại đây mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mình xuống sắp xếp đồ và di chuyển lên phía trên điểm hẹn rồi gặp mà tất cả các anh em mọi người nha. Cảm ơn mọi người một lần nữa, thân ái tạm biệt mọi người. Tăng tăng tăng, chào mọi người. Trong quá trình lái mặt lúc nãy xong rồi mọi người kìa, mình đi trên đường xuống chỗ điểm hẹn mọi người, mà mình trên đường đi mình bị ao nó ví với lại mệt mọi người, mình không ghi hình được mọi người, vì trong lúc là lái tụi ông này mọi người thì có hai người thôi mọi người, nên nó hơi vất vả, mình không ghi, mọi người thông cảm ha. Bây giờ mình xuống ngay điểm hẹn ở dưới suối này mọi người này. Bây giờ đồng đội mình là Khánh với lại một số anh em đang bắt mặt ở dưới suối luôn mọi người, để cho nó nhẹ cái bớt, con chuyển về cho con khỏe. Tụi ông mới lái xuống xong rồi. Đây là cái shop ong sau khi đã bắt xong nè mọi người. 1 cục, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cục. Sau khi đã bắt xong mọi người, mặc đỡ trong bao. Anh em vắt mặt tại chỗ xuống xuôi vắt. Tốt giờ bà con đường nhỏ nó còn nằm. Bông lít, khoảng bông lít nha. Mình thấy bông lít là có mọi người. Mình bắt mặt xong là mình có thể để mặt lại ở khu vực gần đây và mình tiếp tục đi tìm tụi ông trong ngày hôm 4 ngày hôm nay mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái clip mình ghi mình lái tụi ông với mọi người. Mình sẽ xin đóng video ở đây mọi người nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.